Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Biden ban hành các quy định nghiêm ngặt về khí thải đối với xe tải trọng cao. Chính quyền Biden đã bỏ túi 236 tỷ USD từ các khoản thanh toán không hợp lệ vào năm 2023. Michael Rappaport tuyên bố sẽ không bầu cho Biden. Quy tắc phát thải khí nhà kính của Biden đối với các phương tiện bị thẩm phán Texas đánh sập. Kính thưa quý khán thính giả, chính quyền Biden hôm 29 tháng 3 công bố các quy định nghiêm ngặt trong năm năm từ năm 2027 đến 2032 đối với các phương tiện hàng nặng như xe buýt và xe tải chở hàng, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA. Cơ quan này cho biết, quy định này sẽ giúp làm giảm 1 tỷ tấn khí thải nhà kính trong 3 thập kỷ tới và mang lại lợi ích trong 13 tỷ USD, tính bao gồm các chi phí liên quan như giảm số lượng người phải nhập viện, giảm thiểu mất ngày công và giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí. Theo EPA, các tiêu chuẩn mới sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho khoảng 72 triệu người ở Hoa Kỳ sống gần các tuyến đường vận chuyển hàng hóa thường xuyên có xe tải và các phương tiện hàng nặng khác di chuyển. Michael S. Reagan, quản trị viên EPA cho biết: "Khi hoàn thiện các tiêu chuẩn khí thải này cho các phương tiện hạng nặng như xe tải và xe buýt, EPA đang cắt giảm đáng kể ô nhiễm từ những phương tiện hoạt động nặng nhọc nhất trên đường. Dự trình quy tắc mới được hoàn thiện gần đây của chúng tôi đối với các phương tiện hạng nhẹ và trung bình." Các tiêu chuẩn về phương tiện bền và chắc chắn của EPA đáp ứng tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách cắt giảm sâu lượng khí thải từ lĩnh vực giao thông vận tải. Một số bên liên quan bày tỏ sự ủng hộ đối với các tiêu chuẩn mới. Cynthia Williams, giám đốc toàn cầu về tính bền vững của Ford Motor Company, cho biết trong một tuyên bố, "Quy tắc phát thải nặng mới của EPA là một thách thức, nhưng Ford đang nỗ lực làm việc để đáp ứng thời điểm này. Ngành công nghiệp của chúng tôi đang đạt được tiến bộ quan trọng." nhằm giảm lượng khí thải nhà kính ở cả phương tiện hạng nhẹ và hạng nặng. Bà tiếp tục: "Chúng tôi cũng cần các nhà hoạch định chính sách kết hợp các tiêu chuẩn khí thải với các biện pháp khuyến khích và đầu tư công để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp thế hệ phương tiện tiếp theo và để quốc gia của chúng ta dẫn đầu tương lai của ngành này." Xin Water, Phó chủ tịch phụ trách tính toàn vẹn sản phẩm của Daimler Truck cho biết: "Quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp xe thương mại sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu và sạc không phát thải đáng tin cậy cũng như chi phí sở hữu phương tiện hợp lý nhưng không phải ai cũng đồng tình với các quy định mới của epa hiệp hội vận tải đường bộ hoa kỳ và hiệp hội lái xe độc lập chủ sở hữu người điều hành đại diện cho phần lớn ngành công nghiệp đã dự đoán những thất bại trong chuỗi cung ứng và nói rằng các công ty độc lập nhỏ hơn có thể sẽ sử dụng những chiếc xe tải diesel cũ gây ra nhiều ô nhiễm hơn đi ngược lại mục tiêu của epa Quý vị thân mến, theo Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ, GAO, ước tính khoảng 236 tỷ USD trong các khoản thanh toán không đúng hoặc không chính xác đã được thực hiện dưới thời chính quyền Biden vào năm ngoái, trong đó Medicare và Medicaid chiếm 100 tỷ USD. Một báo cáo của GAO ngày 26 tháng 3 cho biết, trong năm tài chính 2023, 14 cơ quan đã báo cáo tổng số tiền thanh toán không đúng quy định, ước tính là 236 tỷ USD, trên 71 chương trình. Các khoản thanh toán không hợp lệ là các khoản thanh toán không nên thực hiện hoặc được thực hiện với số tiền không chính xác. Con số tính toán 236 tỷ USD không bao gồm một số chương trình nhất định của chính phủ mà các cơ quan xác định là dễ bị ảnh hưởng bởi các khoản thanh toán không phù hợp đáng kể. Do đó, GAO tin rằng ước tính 236 tỷ USD có khả năng không phản ánh toàn bộ mức độ thanh toán không phù hợp. Nhóm chỉ ra rằng các khoản thanh toán không phù hợp cho thấy sự thiếu hụt hoặc yếu kém quan trọng trong kiểm soát nội bộ tại các cơ quan. Chính phủ liên bang không thể xác định toàn bộ phần thanh toán không phù hợp của mình hoặc đảm bảo sẽ có những nỗ lực để giảm bớt chúng. Medicare chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các khoản thanh toán sai của chính phủ, tổng trị giá 51,1 tỷ USD. Tiếp theo là Medicaid với 50,3 tỷ USD, hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch liên bang ở mức 43,6 tỷ USD tính dụng thuế thu nhập kiếm được ở mức 21,9 tỷ USD và chương trình miễn trừ khoản vay của chương trình bảo vệ tiền lương ở mức 18,7 tỷ USD. Trong số 236 tỷ USD, 74% là thanh toán vượt mức, 19% không xác định và 5% là thanh toán thiếu. Báo cáo cho biết chính chương trình liên bang đã báo cáo ước tính thanh toán không chính xác từ 5 tỷ USD trở lên. Trong khi đó, 16 chương trình ước tính tỷ lệ thanh toán không chính xác ít nhất là 10%. Các khoản thanh toán không hợp lệ vào năm 2023 thấp hơn 11 tỷ USD so với năm tài chính trước đó. Báo cáo nêu rõ sự sụt giảm này là do các yếu tố như chấm dứt một số chương trình nhất định, thực hiện các chiến lược giảm thiểu và tạm dừng việc xác định tính đủ điều kiện nhận Medicaid trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19. Số tiền thanh toán như vậy dưới thời chính quyền Biden kể từ năm 2021 lên tới hơn 764 tỷ USD. GAO ước tính các khoản thanh toán sai tích lũy từ năm tài chính 2003 lên tới tổng cộng khoảng 2,7 nghìn tỷ USD. Vào năm 2023, các khoản thanh toán không hợp lệ hàng năm ở mức 35 tỷ USD. Báo cáo cho biết các khoản thanh toán hàng năm như vậy đã vượt quá 100 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2009 và 200 tỷ USD vào năm 2020 việc giảm các khoản thanh toán không phù hợp là rất quan trọng để bảo vệ các quỹ liên bang. Sau khi công bố báo cáo của CAO, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện James Comer và Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jody Arrington, đồng lãnh đạo của nhóm công tác về thanh toán không hợp lý, đã nhấn mạnh cần kiểm soát việc chi tiêu lãng phí. Ông Comer cho biết, việc quản lý yếu kém có hệ thống và lãng phí tiền của người nộp thuế phải được giải quyết không thể chấp nhận được rằng chính phủ liên bang của chúng ta đã thanh toán sai 236 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua, khi nợ quốc gia của chúng ta tiếp tục tăng vọt. Điều bắt buộc là chúng ta phải giảm chi tiêu và lãng phí của chính phủ. Ông Comer cam kết rằng nhóm công tác về thanh toán không phù hợp sẽ tiếp tục xác định nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Ông ở truyền tình chỉ ra rằng khoản chi tiêu lãng phí 236 tỷ USD còn nhiều hơn số tiền chính phủ Mỹ chi cho NASA, Bộ Giáo dục và an ninh nội địa cộng lại. Ông gọi 2,7 nghìn tỷ USD chi tiêu lãng phí kể từ năm 2003 là một con số đáng kinh ngạc và không thể chấp nhận được. Để khôi phục trách nhiệm tài chính cho Washington, chúng ta phải loại bỏ tận gốc sự quản lý yếu kém đối với số tiền thuế khó kiếm được của người Mỹ, kiểm soát chi tiêu và đảo ngược lời nguyện của một cuộc khủng hoảng nợ đang rình rập tương lai của con em chúng ta. Trước khi công bố báo cáo GAO, dân biểu Ashley Hinson đã nhấn mạnh vấn đề thanh toán không đúng bà nói trong một bài đăng ngày 24 tháng 3 trên nền tảng truyền thông xã hội X. Chính phủ đã phát hành hơn 236 tỷ USD các khoản thanh toán không hợp lệ trong năm tài khóa 23, nhiều hơn toàn bộ ngân sách hàng năm của quân đội Hoa Kỳ. Tôi đang làm việc để đảm bảo cơ quan quản lý thực hiện các bước nhằm ngăn chặn các khoản thanh toán không phù hợp và ngừng để tiền của người nộp thuế bay ra khỏi cửa. Báo cáo của GAO được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực kiềm chế chi tiêu lãng phí của chính phủ Quốc hội gần đây đã thông qua gói chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để tránh việc chính phủ đóng cửa. Gói này đã được Tổng thống Biden ký thành luật. Trong khi biện pháp này được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhiều thành viên đảng Cộng hòa phản đối dự luật, chỉ ra những gì họ cho là chi tiêu quá mức và lãng phí. Trong một bài đăng trên X ngày 22 tháng 3, hạ nghị sĩ Tim Burgess nói rằng ông đã bỏ phiếu phản đối việc chi 1,2 nghìn tỷ USD, bao gồm tăng 27 tỷ USD cho lầu năm góc. 880 triệu USD cho biên giới các nước Trung Cộng, nhưng không phải của riêng chúng ta, và 300 triệu USD nữa cho Ukraine. Thượng nghị sĩ Rick Scott cho biết trong một bài đăng X, với lạm phát hoành hành, các chính trị gia ở Washington đang lãng phí tiền thuế của bạn vào hơn 8.000 dự án tiêu chuẩn thùng thịt lợn trong hai dự luật chi tiêu, 487.000 đô la để cải tạo bảo tàng, 500.000 đô la để nâng cấp nhà hát opera, 1 triệu đô la cho một trung tâm công bằng xã hội. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu lãng phí của chính phủ liên bang nếu được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai. Ông nói vào tháng 6 năm ngoái, tôi sẽ sử dụng quyền lực ngăn chặn được công nhận từ lâu của tổng thống để siết chặt bộ máy quan liêu cồng kềnh của liên bang để có được những khoản tiết kiệm khổng lồ. Cựu Tổng thống đổ lỗi cho Tổng thống Biden đã lãng phí hàng nghìn tỷ đô la của người nộp thuế kể từ năm 2021, gây ra lạm phát không kiểm soát được, đang đè bẹp các gia đình lao động. Ông nói kiềm chế những khoản chi tiêu lãng phí và không cần thiết của Biden là điều quan trọng để ngăn chặn lạm phát và cứu nền kinh tế của chúng ta khỏi bị hủy hoại. Quý vị thân mến, nam diễn viên Michael Rapaport cho biết anh sẽ không bỏ phiếu cho tổng thống Joe Biden vào tháng 11, giải thích rằng anh sẽ không ủng hộ bất kỳ ai chống Israel hoặc chống lại việc làm cho nước Mỹ an toàn. Ông nói thêm rằng việc bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump, người luôn ủng hộ Israel, đang được cân nhắc. Michael Rapaport đã thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn tuần này với hãng tin mươi 24, nam diễn viên cho biết, tôi sẽ không ủng hộ bất cứ ai chống Israel, tôi sẽ không ủng hộ bất cứ ai chống lại việc làm cho nước Mỹ an toàn. Rappaport đã lên án các chính sách biên giới mở của chính quyền Biden, vốn đã cho phép 8 triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước, áp đảo chính quyền tiểu bang và thành phố đến mức họ phải cắt giảm các dịch vụ như cảnh sát và giáo dục công. Anh nói, tôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân của mình ít nhất 3 hoặc 4 lần ở sân bay, nhưng bạn chỉ mất 2 phút để vượt qua biên giới. Tôi không chán chuyện đó đâu. Roy cũng chỉ trích tình trạng vô luật pháp đã tràn ngập các thành phố như quê hương New York của ông, nơi những người bất hợp pháp được các chính trị gia cánh tả chiều chuộng, trong khi các sĩ quan cảnh sát cấp bậc bị bỏ mặt. Nam diễn viên cũng cho biết, anh chán ngấy chính trị bản sắc mà cánh tả sử dụng để kiểm soát và thao túng cơ sở của mình. Ông nói, tôi sẽ không bị cuốn vào những vấn đề chính trị về chủng tộc này. Như Private News đã đưa tin, Michael Rapaport đã chỉ trích việc cánh tả thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza. Một lệnh ngừng bắn như vậy sẽ cho phép Hamas tái vũ trang và bổ sung nguồn lực trước khi tiếp tục mục tiêu đã nêu là xóa sổ Israel khỏi bề mặt bản đồ. Kính thưa quý vị, một thẩm phán ở Texas đã bãi bỏ quy định của chính quyền Biden vào ngày 28 tháng 3, yêu cầu các bang đo lường và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính từ bất kỳ phương tiện nào sử dụng hệ thống đường cao tốc quốc gia. Quy định này được Cục Quản lý Đường Cao Tốc Liên bang FHWA thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) ban hành vào năm 2023 như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm cắt giảm một nửa lượng khí thải carbon vào năm 2030. Cụ thể, nó yêu cầu các sở giao thông vận tải tiểu bang và các tổ chức quy hoạch đô thị MPO phải đo lượng khí thải liên quan đến giao thông vận tải của họ trên hệ thống đường cao tốc Hoa Kỳ và đặt ra các mục tiêu giảm phát thải của riêng họ. Ngoài ra, dự luật này còn yêu cầu các DOT và MPO của tiểu bang báo cáo hai năm một lần về tiến độ của họ. Theo quy định, FSWA cũng sẽ đánh giá tiến độ của tiểu bang trong việc thực hiện các mục tiêu đặt ra. Texas đã kiện DOT vào tháng 12, cho rằng cơ quan này thiếu thẩm quyền pháp lý của Quốc hội để ban hành quy định này và vi phạm đạo luật thủ tục hành chính. Trong phán quyết của mình, thẩm phán James Hendricks của Tòa án quận Hoa Kỳ thuộc quận phía Bắc Texas đã nói rằng chính quyền Biden thiếu thẩm quyền theo luật để áp đặt biện pháp thực hiện phát thải khí nhà kính thẩm phán viết khi một quy định cố gắng ghi đè văn bản luật định quy định đó luôn thua các quy định không thể tạo ra lỗ hỏng trong các quy tắc mà quốc hội đã đặt ra đó là những gì đã xảy ra ở đây quy tắc năm 2023 của DOT cố gắng ghi đè giới hạn rõ ràng của mục 150 C3 đối với những biện pháp theo dõi tình trạng vật chất và hiệu quả của hệ thống đường cao tốc liên bang và quốc gia ông kết luận nếu người dân thông qua quốc hội tin rằng các bang nên dành thời gian và tiền bạc cần thiết để đo lường và báo cáo lượng phát thải GHG, khí nhà kính, và đặt ra các mục tiêu giảm phát thải, thì họ có thể làm như vậy bằng cách sửa đổi 1150 hoặc thông qua luật mới, nhưng một cơ quan không thể đưa ra quyết định này thay người dân. Một vụ kiện tương tự cũng đã được đệ trình tại Kentucky vào tháng 12 bởi 21 tiểu bang khác và vẫn đang chờ được xử lý. Đảng Cộng hòa, bao gồm Chủ tịch ủy ban Giao thông và Cơ sở Hạ tầng, hạ nghị sĩ Sam Grave và Chủ tịch Tiểu bang Đường Cao tốc và Vận tải Rick Crawford đã ca ngợi phán quyết này trong một tuyên bố chung vào ngày 28 tháng 3. Các nhà lập pháp cho biết, ngay từ đầu đây rõ ràng là một trường hợp vi phạm trắng trợn của chính quyền Biden, và chúng tôi khen ngợi tòa án vì đã ra phán quyết rằng cơ quan hành chính liên bang không thể hành động nếu không có sự cho phép của quốc hội. Quốc hội đã bác bỏ việc đưa vào yêu cầu đo lường hiệu suất GSC khi luật cơ sở hạ tầng được phát triển, khiến việc ban hành quy định của chính quyền trở thành một nỗ lực bất hợp pháp nhằm phá vỡ quốc hội và đặt gánh nặng chung đầy lên mọi tiểu bang và cộng đồng trên toàn quốc. Chúng tôi đánh giá cao phán quyết và vẫn cam kết bảo đảm chính quyền không vượt quá thẩm quyền của mình. Người phát ngôn của cơ quan quản lý đường cao tốc trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải nói với The Hưu sau phán quyết của thẩm phán Hendricks rằng cơ quan này hiện đang xem xét quyết định và cân nhắc các bước tiếp theo.